Một đoạn phim về vụ trộm bánh được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Chỉ trong vòng vài ngày, một nhóm thiếu niên ngang nhiên trộm bánh đến 3 lần tại một tiệm bánh mì ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Các hành vi lấy trộm bánh đều đã được camera an ninh ghi lại. Chủ tiệm bánh mì trên đường Pha Văn Hớn, xã Ba Điểm, huyện Hóc Môn cho biết, hơn 19 giờ ngày 2 tháng 3, một nhóm ba người chở nhau trên xe máy khi đi ngang tiệm của anh đã lấy trộm bánh để trên bàn trưng bày rồi bỏ chạy. Trước đó, vào các ngày 23 tháng 2 và 27 tháng 2, tiệm bánh của anh cũng bị nhóm người này thực hiện hành vi trộm cắp tương tự. Cũng theo chủ tiệm, nhóm người lấy trộm bánh có tuổi từ 15 đến 16 tuổi. Dù tài sản bị mất không đáng giá, chủ tiệm không trình báo, nhưng đây là hành vi xem thường pháp luật, cần phải răng đe. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.